Hôm trước chúng ta đang nghiên cứu về thân trung hữu hay là trung ấm, thì chúng ta đang đi nội dung mà các bộ phái Phật giáo có đề cập ra các tên gọi khác nhau để chỉ cho cái hình thức mà trung hữu, hay là một hình thức mà chứa đựng chủng tử, hay là chứa đựng hạt giống thiện ác vân vân, để bảo lưu chủng tử trong các kiếp kế tiếp. Thì chúng ta thấy trong nội dung luận câu xá này cũng đề cập rất chi tiết về thân trung hữu. Ví dụ như trung hữu của tùy mỗi loại, tùy theo mỗi thú, có nghĩa là mỗi cảnh giới. Ví dụ như là cõi trời, hay là cõi người, cõi địa ngục, cõi bàn sanh, hay là quỷ, vân vân. Thì mỗi cõi như vậy, trung hữu ở cảnh cõi đó có những đặc tính riêng. Ví dụ như là về sự di chuyển, tức là từ nơi này đến nơi khác, như ở cõi trời thì nó khác với các cõi khác. Thì theo trong luận đề cập thì trung hữu ở cõi trời thì thường là di chuyển theo cái cách là đi lên, có nghĩa là thăng thiên đi lên. Còn trung hữu mà ở cõi người, hay là bàn sanh, hay là quỷ, vân vân, thì có cái cách di chuyển là giống như mình đi bình thường, có nghĩa là đi bình thường, đi tới lui bình thường. Còn trung hữu mà ở trong cảnh địa ngục thì có cách di chuyển là đảo ngược, có nghĩa là cái chân ở trên và đầu dưới, có nghĩa là tùy theo cái phước báo của từng thú, từng cõi mà trung hữu có cái cách di chuyển từ nơi này đến nơi khác có sự khác nhau. Và cũng tùy theo phước báo hoặc là nghiệp của mỗi cảnh cõi mà trung hữu có khả năng khác nhau, gọi là chánh tri, có sự chánh tri không. Chánh tri khi mà nhập thai, trụ hoặc là xuất. Chánh tri tức là có hiểu biết, có nhận thức được, ý thức được mình sinh về cõi đó, hay là mình đang nhập thai, trụ thai, hay là xuất ra bên ngoài. Thân trung hữu có khả năng đó hay không tùy theo phước báo của mỗi hạng, ví dụ như mỗi cảnh, hay là phước báo của người đó tạo ra. Ví dụ như là trung hữu của Chưởng Luân Thánh Vương, trung hữu của Chưởng Luân Thánh Vương thì vì có phước báo và nghiệp thù thắng, phước báo và nghiệp thù thắng, do vậy cho nên trung hữu của Chưởng Luân Thánh Vương thì khi nhập thai thì hiểu được, biết được, chánh tri được là biết được là đang vào thai mẹ. Thế nhưng trụ và xuất thì trung hữu của Chưởng Luân Thánh Vương không hiểu rõ được, không biết được, có nghĩa là ở trong trạng sáng mơ mờ, không có hiểu rõ được mình đang làm gì. Hay là trung hữu của một bậc độc giác, bậc độc giác thì có khác hơn, vì nhờ vào giáo pháp, hay là nhờ vào sự tu tập, nhờ vào phước đức tu tập thiền định, do vậy cho nên trung hữu của vị độc giác thì khi nhập thai hay là trụ thai thì trung hữu này hiểu rõ được là mình
đang ở đâu. Thế nhưng khi mà xuất thì cũng không biết được. Chỉ có trung hữu mà Phật bậc đại giác thì hiểu rõ được trong ba giai đoạn này: nhập thai, trụ thai và xuất thai. Vì sở dĩ như vậy là vì hạnh nguyện của chư Phật là nguyện là sinh về với cái nguyện lực là sinh về cái nơi đó, chứ không phải là do nghiệp lực đưa đẩy. Do vậy cho nên các ngài hiểu rõ được, biết rõ được cái nơi mình đến, cũng như là biết rõ được mình ở trong cái giai đoạn nào. Còn thông thường thì hữu tinh chúng sanh của chúng ta bình thường thì khi ba giai đoạn này nhập, trụ và xuất thì phần lớn là không biết, không hiểu mình đang ở trong ở giai đoạn nào. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy rằng trung hữu kém phước thì khi nhập hay là trụ hoặc là xuất thì có những cái cảm nhận như thế nào. Về thân trung hữu mà kém phúc đức á, trung hữu mà kém phước thì khi mà nhập trụ hoặc là xuất thì trung hữu này có cái sự cảm nhận như sau. Thì cứ nghĩ rằng sẽ gặp một cái điều gì đó phiền muộn, ví dụ như là một cơn mưa hay là một cơn gió hay là binh lính rượt đuổi vân vân. Cái cảm nhận của trung hữu có cảm nhận như vậy. Trung hữu mà kém phước đó, do vậy cho nên trung hữu này sẽ chạy tìm một cái nơi nào đó để trốn hoặc là tránh cái điều phiền muộn. Ví dụ như họ cảm nhận rằng, trung hữu này cảm nhận rằng đang chạy trốn vào một cái gốc cây hay là một cái chòi lá hay là một cái vách tường, vân vân. Có nghĩa là khi mà thân trung hữu này đến cái gốc cây đó hay là ở trong gốc cây đó hay là đi ra khỏi gốc cây hay là chòi lá hay là cái vách tường đó thì chính là cái giai đoạn nhập, trụ và xuất. Vì trung hữu kém phước này không có hiểu rõ được mình là đang là ở trong cái trạng thái hay là trong cái giai đoạn nào, tức là bị nghiệp lực chi phối điều khiển, cho nên cái tưởng là điên đảo, cứ nghĩ rằng mình chạy trốn những cái điều phiền muộn kia để mình chạy vào mình trốn hay là núp vào cái gốc cây hay là chòi lá hay là cái vách tường, nhưng thực sự là nhập trụ hoặc là xuất, tức là trốn vào đó, ở đó hoặc là đi ra. Cái thân trung hữu cứ nghĩ rằng mình đang là ở trong cái chòi lá hay là gốc cây đó. Hay là thân trung hữu mà có nhiều phước hơn một tí, có phước đức hơn, thì họ cũng có cái cảm nhận, có cái sự nhận thấy rằng những phiền muộn như vậy, ví dụ như là mưa bão gió hay là binh lính rượt đuổi vân vân, chạy trốn tránh cái phiền muộn đó, nhưng họ thấy rằng họ sẽ đi vào, họ thấy rằng họ đang đi vào một cái tòa lâu đài hay là một cái lầu cát đẹp đẽ vân vân. Thì như vậy khi vào tức là nhập, khi ở trong đó tức là trụ, hoặc là họ thấy rằng họ đang đi ra vân vân thì là xuất, tức là để chỉ cho cái cũng có cái sự mà phiền muộn, nhưng ở đây đối với cái trung hữu mà có phước đức thì nó có khác cảm nhận hơn là kém phước, khác hơn. Đó là kém phước thì thấy rằng mình chạy vào một cái chòi lá hay là một gốc cây, tức là cái nơi trú ngụ đó, trú ẩn đó, nó không có được tiện nghi lắm. Còn cái trung hữu mà có phước đức này thì vào nghĩ rằng đó là một cái tòa lâu đài hoặc là một lầu cát vân vân, cái nơi nó đầy đủ tiện nghi hơn. Thì theo cái sự giải thích của trong luận là như vậy, để chỉ cho thân trung hữu khi mà ở trong cái sự giai đoạn mà nhập thai, trụ thai hay là xuất thai vân vân, có nghĩa là chỉ cho cái trung hữu có cái sự chánh tri hay là không chánh tri. Vì vậy tóm lại ở đây, chánh tri chỉ có Đức Phật thì chánh tri được, hiểu rõ được tất cả ba giai đoạn này.
ngồi ra độc giác, hay là chuyển luân thánh vương, tức là những bậc mà có phước đức hay là nghiệp thù thắng, có biết, có chánh tri, nhưng sự biết đó nó không có hoàn toàn tất cả các giai đoạn này. Thế như vậy, khi mà một thân trung hữu đã nhập thai, trụ thai hay là xuất rồi, thì sinh ra rồi đó, thì một đứa bé được hình thành, thì trải qua thời gian, thì đứa bé này lớn, lớn lên rồi có sự cảm nhận. Sự cảm nhận thì lúc đó phiền não mới hiện hành, tức là có sự cảm nhận tham sân vân vân. Chính sự phiền não, các loại phiền não hiện hành đó và cộng với nghiệp, cho nên hình thành nên cái sự sinh, tức là nó tạo một cái chuỗi tương tiếp. Thì khi sinh rồi, từ sinh đó lại tiếp tục phiền não cộng nghiệp hình thành phát khởi. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy có một chuỗi tương tiếp liên tục không gián đoạn giữa những cái giai đoạn, ví dụ như là sinh tử vân vân, hay là trụ xuất vân vân, thì có một cái sự tiếp nối liên tục như vậy để cho chỉ cho cái sự hình thành nên cái một hữu tình, một chúng sanh, một chuỗi luân hồi sinh tử mà kỳ rồi chúng ta có gặp qua các thuật ngữ của các trường phái, bộ phái để chỉ cho cái hình thức đó, ví dụ như là phi tức phi ly uẩn, hay là căn bản thức, hay là a lại gia thức vân vân, là để chỉ cho một cái hình thức mà bảo lưu chủng tử, tức là giữ gìn cái hạt giống không mất đi, cho dù đó thiện ác hay là vô ký vân vân, để tiếp nối cái dòng sinh tử, luân hồi sinh tử. Thì ở đây có một số ngoại đạo cho rằng như vậy thì Nhất Thiết Cục Bộ đang chủ trương một thật ngã, trung hữu có phải là thật ngã theo cái chủ trương của Nhất Thiết Hữu Bộ hay không? Thì đây Nhất Thiết Hữu Bộ cho rằng không phải như vậy. Do nghiệp phiền não và trung hữu cho nên tiếp nối cái sự luân hồi sinh tử, tức là do năm uẩn và nghiệp phiền não đó và thân trung uẩn đó, thân trung ám trung uẩn đó tiếp tục tiếp nối cái dòng sinh tử. Thật sự do cái sự chuyển tiếp liên tục đó để tìm kiếm một thật ngã trong năm uẩn đó thì không có. Thế vậy cho nên cái giai đoạn này chúng ta thấy trong Phật giáo, tức là các luận sư có đề cập nhiều đến cái phần mà duyên khởi, đề cập đến cái phần duyên khởi để nói lên cái tính chất của các pháp không có thật. Chủ trương của Nhất Thiết Hữu Bộ là vô ngã, chỉ có các uẩn nghiệp phiền não tạo tác, và thân trung hữu thì tiếp nối, thật sự không có ngã, để mà bác bỏ cái chủ trương cáo buộc của ngoại đạo cho rằng Nhất Thiết Hữu Bộ đang chủ trương là một thật ngã hay chăng. Có nghĩa là cái thân trung hữu mà khi Nhất Thiết Hữu Bộ bàn luận, thảo luận về đó. Thật sự thuật ngữ về duyên khởi này thì như các vị cũng đã gặp qua nhiều, có thể nói rằng đây là điểm giáo lý căn bản của Phật giáo. Thuật ngữ Pratitya Samutpada, tức là phân tích ra từng từ một ở trong cụm từ này. Pratitya, Pratitya tức là đã đến, đã đến. Samut tức là xuất hiện. Pada pa có nghĩa là hiện hữu, hay là hữu, existence, tức là có mặt. Thì như vậy, cái nghĩa của cụm từ này
tức là cùng khởi, cùng có mặt, cùng hiện khởi. Rising together, tức là cùng hiện khởi, cùng có mặt. Đây được xem là điểm triết học trọng tâm của Phật giáo, và điểm triết học này có ảnh hưởng lớn đến các nền triết học khác. Học thuyết về duyên khởi này là để nhằm đả phá những chủ trương cho rằng có một thần linh sáng tạo ra vũ trụ, hay là vũ trụ hình thành là không từ một nguyên nhân, một cái điều kiện nào. Hay là nói cách khác, học thuyết duyên khởi giải thích cái tính chất hiện hữu hay là hữu của vạn pháp. Hữu đây là để chỉ cho, cái ba va đó là hữu. Hữu đây là để chỉ cho cái sự tiếp nối sinh tử không ngừng, sự tiếp nối sinh tử tương tục, gọi đó là hữu. Hay là nói cách khác, hữu đây là cái điều kiện để cho sinh khởi. Như vậy, duyên khởi đây để chỉ cho cái sự hợp thành, hay là sự tạm thời, hay là tính tương đối của các pháp. Các pháp hình thành là do nương vào nhau, tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định nào đó, rồi hết duyên thì sẽ tan rã. Hay là chúng ta nói cách khác về cái dòng luân hồi sinh tử, hay là 12 duyên khởi đó, là hoặc nghiệp khổ, tức là sự lưu chuyển vô thủy vô chung của luân hồi sinh tử, gọi cách khác đó là hoặc nghiệp khổ. Mà ở trong cái chuỗi duyên khởi này, chúng ta thấy vô minh có thể là căn bản. Vô minh ở đây là căn bản cho cái chuỗi sinh tử luân hồi tiếp nối. Vô minh tức là không có sáng suốt. Vô minh tức là không có liễu tri. Vô minh tức là phi như lý tác ý. Phi như lý tác ý tức là tác ý không đúng như lý, tức là tác ý sai lầm. Hay là vô minh là nó có khả năng, nó khiến cho trí bị nhiễm ô, nó tác động, nó khiến cho trí bị nhiễm ô. Chúng ta đang nghiên cứu về duyên khởi. Ở đây nó có một cái khía cạnh khác, nghiên cứu về một cái khía cạnh khác, không phải là đi vào chi tiết như là phân tích chi tiết 12 chi phần. Như vậy chúng ta hiểu cái thuật ngữ này, thuật ngữ vô minh này, tức là để chỉ cho vô trí, hay là không có kiến thức, không có sự hiểu biết, hay là phi như lý tác ý, tác ý nhiễm ô. Đó là cái nguyên nhân nó khiến cho trí bị nhiễm ô. Thì vô minh ở đây đó là có thể là làm cơ sở để phát sinh ra vạn pháp, phát sinh ra cái chuỗi luân hồi sinh tử. Như vậy ở đây, để đả phá những chủ trương như là chúng tôi vừa nói đó, cho rằng là một đấng sáng tạo hay là vô nhân, vân vân. Mà đặc biệt như chúng ta thấy cái thời kỳ mà luận thư của Phật giáo xuất hiện, luận thư của Phật giáo phát triển cực mạnh đó, thì các luận sư phân tích rất là chi tiết về lý duyên khởi này, có nghĩa là phân tích nhiều cái khía cạnh khác nhau của lý duyên khởi này, để cuối cùng cho rằng
bất cứ một pháp nào hiện hữu, tồn tại đều là có nhân, duyên, vân vân. Tức là yếu tố chính, yếu tố phụ, vân vân kết hợp lại với nhau để hình thành. Tại vì chúng ta thấy như các vị học qua về lịch sử phát triển của các cái nền triết học đó, chủ trương triết học đó, thì các vị thấy có những chủ trương cho rằng là sự hiện khởi, sinh khởi của các pháp hay là của vũ trụ, của nhân sinh là do chỉ do vật chất hay là chỉ do tâm vân vân, hay là chỉ do một đấng thần linh nào đó tạo ra hay là khai sáng ra. Thì cái học thuyết duyên khởi này là cũng đã phá các chủ trương đó. Ở đây chúng ta thấy trong luận Câu Xá thì phân tích duyên khởi theo cái khía cạnh là cái tính chất, dựa vào tính chất của sự duyên khởi đó mà phân tích. Ở đây chúng ta thấy là phân tích cái loại thứ nhất là sát na. Sát na thì ở trong luận chia ra rất là chi tiết, ví dụ như 120 sát na thì tác na bằng một sát na vân vân. Đại khái để thấy rằng nó là một cái danh từ chỉ cái số lượng một khoảng thời gian rất là ngắn, như trong luận Tỳ Bà Sa thì nói rằng cái một bốn móng tay của lực sĩ thì có 65 sát na, tức là lực sĩ đã chỉ cho cái người khỏe mạnh, có nghĩa là bốn cái móng tay, khẩy móng tay của một lực sĩ thì rất là nhanh, thì một cái khẩy móng tay như vậy thì nó có là 65 sát na. Hay là trong kinh Nhân Vương thì cũng có nói về cái định nghĩa về sát na, một khẩy móng tay thì có 60 sát na, một sát na như vậy thì có 900 lần sinh diệt, vân vân. Nói tóm lại, sát na ở đây là để chỉ cho khái niệm thời gian rất là ngắn. Như vậy trong một sát na, một niệm không sáng suốt, một niệm không sáng suốt khởi lên thì có đủ 12 chi phần. Một niệm không sáng suốt khởi lên thì có đủ tất cả các chi phần theo dạng thức, là cái này có nên cái kia có, cái này sinh cho nên cái kia sinh, hay là cái này không cho nên cái kia không, hay là cái này diệt cho nên cái kia diệt. Có nghĩa là do cái sự có mặt của pháp này cho nên kéo theo sự có mặt của các pháp khác, hay là sự diệt của pháp này dẫn đến là sự diệt của các pháp khác. Thì như ở đây trong luận cũng giải thích, không phải chỉ đề cập đến sự duyên khởi tiếp nối 12 chi phần này trải qua quá khứ, hiện tại, vị lai, mà chỉ trong một sát na, tức là trong một niệm có thể là có đầy đủ 12 chi phần này. Ví dụ như một niệm không sáng suốt, một niệm vô minh, thì có thể một người khởi lên tham, rồi từ đó hành động ví dụ tạo nghiệp ác, sát hại vân vân, thì đó sẽ gây cái chuỗi luân hồi sinh tử tiếp nối, nó có đủ 12 chi phần, cho nên ở đây gọi là nhân quả đồng thời là vậy. Vô minh khởi tham tạo ác, khởi ra 12 chi phần, hay là 12 chi phần khởi, không phải để mà đến có tất cả là ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, vân vân. Thì ở đây chúng ta cũng thấy trong 12 chi phần này thì có chia ra làm gọi là tam tế, tức là ba giai đoạn. Tam tế đây là tức là ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, tức là tiền tế, trung tế và hậu tế. Tiền là gồm những chi nào? Tiền là gì? Tiền tế, trung tế và hậu. Vô minh tiếng gì nữa? Nó nói sao mà nó rơi vào cái trạng thái là cái
do dự chưa quyết định, không biết có trúng không. Hậu là cái gì? Hậu là cái gì? Hai đầu, hai cuối, chính giữa là 8. Ở đây luận giải thích tại sao chia ra làm 3 thời như vậy, tam tế, tiền, trung hậu như vậy. Trong luận giải thích cũng rất là chi tiết, vì đối với người mà ngu si, gọi là ngu hoặc, ngu si mê hoặc, thì đối với những người này có sự ngu si mê hoặc về 3 đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Ví dụ như có cái sự si mê luôn nghĩ rằng trong quá khứ ta có hiện hữu hay không, có tồn tại hay không, hay là tồn tại hiện hữu như thế nào, hay là trong vị lai ta sẽ như thế nào, hay là ta sẽ về đâu, hay là trong hiện tại ta như thế nào, ta làm gì, vân vân. Tức là luôn có cái niệm vọng tưởng đối với 3 đời. Do vậy cho nên phân chia ra làm tam tế cho nó chi tiết. Nếu như hành giả mà hiểu rõ được tính chất của 12 chi phần này thì sẽ không có sự ngu hoặc về quá khứ, hiện tại và vị lai. Thì theo cái sự giải thích trong luận là nói tóm lại là do si mê trong 3 đời cho nên phân tích từng chi tiết ra như vậy. Thì ở đây như chúng ta thấy cái giai đoạn mà luận phát triển thì duyên khởi được phân tích theo nhiều khía cạnh khác nhau. Ví dụ như không phải chỉ phân tích theo từng chi phần mà còn phân tích theo tính chất của 12 chi phần này. Ví dụ như tính chất của nó là gì? Như cái nội dung 4 loại duyên khởi này, tính chất thứ nhất đó là sát na, có nghĩa là trong một sát na có thể là đủ 12 chi phần. Liên phược, liên tức là vô gián, gọi là liên. Phược tức là tương tiếp, tức nói cái ý nghĩa là tiếp nối liên tục. Hay là nói cách khác, sự tiếp nối sinh tử, liên hệ nhân quả, nhân trước quả sau, tiếp nối liên tục, gọi là liên phược duyên khởi. Duyên khởi không gián đoạn theo quan hệ nhân quả. Phân vị có nghĩa là dựa trên nhân quả để mà suy đoán. Ví dụ như dựa vào nhân quả để suy đoán, chúng ta dựa vào kết quả hiện tại này mà có thể suy về quá khứ. Biết rằng trong quá khứ người đó làm những gì hay là tạo những nhân gì mà có được kết quả như hôm nay. Ví dụ như đơn giản là các vị có mặt ở trong đây, dĩ nhiên là đã trải qua một kỳ thi, đạt được kết quả vân vân, thì mới vào học, hoặc là trải qua các cái lớp căn bản, trung cấp hay là vân vân, đại khái có nền tảng kiến thức căn bản. Như vậy ở đây phân vị tức là dựa lên cái quả để mà đoán cái nhân trong quá khứ, hoặc là dựa vào cái nhân của hiện tại mà có thể suy đoán cái kết quả trong tương lai, thì gọi là phân vị. Thứ tư là viễn tục, tiếp nối không ngừng. Tiếp nối không ngừng có nghĩa là sự duyên khởi này không phải chỉ một đời, hai đời hay là ba đời, mà nó tiếp nối mãi mãi. Nếu như
chúng ta không có chấm dứt được cái vô minh, tức là chấm dứt được cái một mắt xích ở trong chuỗi luân hồi sinh tử. Thế vậy sau khi mà nghiên cứu về bốn loại này, các vị có cái nhận định gì? Như là sát na, liên phược, phân vị hay là viễn tục, thì các vị có cái nhận định gì? Ở đây chúng ta thấy là dựa vào cái tính chất của sự duyên khởi này mà đặt cho cái tên của nó. Ví dụ như tính chất nó không phải là trải qua ba đời mà trong một niệm, trong một sát na có thể là có đủ. Đó là tính chất về thời gian rất là nhanh, có nghĩa là trong một niệm khởi lên, một niệm bất thiện khởi lên thì có đủ các chi phần. Hay là cái tiến trình tiếp nối không gián đoạn như là liên phược, tức là chỉ cho cái tiến trình của duyên khởi. Hay là cái loại thứ ba đó là phân vị, có nghĩa là dựa vào cái kết quả hay là dựa vào nguyên nhân để mà chúng ta có ra cái kết luận. Hay là sự viễn tục, tức là nói lên cái tính chất của nó khó có thể mà đoạn trừ nếu như chúng ta không có sự sáng suốt, chánh tri đoạn trừ được vô minh. Thì như vậy, ở đây theo bốn loại duyên khởi này là dựa vào tính chất, ví dụ như dựa vào thời gian, dựa vào cái tiến trình, hay dựa vào cái nhân quả vân vân, thì để nói lên cái nhận định, có được cái nhận định về cái nhân như thế nào, đưa đến cái kết quả như thế nào. Và để thêm một cái phần nữa để cho các vị so sánh trước khi chúng ta đi vào cái nội dung mà tứ thực, thì như chúng ta cũng có không phải chỉ bên Nguyên Thủy mà bên Đại Thừa thì cũng có một cái trường phái rất là nổi tiếng của do Ngài Long Thọ hình thành lên, cũng có cái cơ tông khởi đầu của Trung Luận cũng nói về duyên khởi này. Cơ tông đó là đề cập đến vấn đề gì? Duyên sanh pháp không? Ngã thuyết không? Giả danh? Trung đạo? Như vậy, duyên ở đây nó còn có nghĩa đó là không, là giả, và trung, hay là theo Ngài Nguyệt Xứng Chandrakirti thì Ngài nói rằng không giả trung, cái tên gọi khác của duyên khởi. Không giả trung là ba cái tên gọi khác để chỉ cho duyên khởi. Một bộ phái cũng nói tiếng của Trung Quốc, hình thành ở Trung Quốc, cũng dựa vào ba loại này, gọi là Tam Đế hình thành nên tông. Đó là tông nào? Dựa vào Tam Đế gọi là không giả trung. Tông nào? Cũng dựa vào lấy bài kệ của Trung Luận làm nền tảng, và lấy Tam Đế không giả trung làm nền tảng để lập tông. Ngài Huệ Văn nhớ tông nào chưa? Sau này tuy Ngài này người khởi xướng, nhưng mà chúng ta thường gọi Ngài là Tông Thiên Thai. Bây giờ mới ra, nêu tên hai Ngài rồi mới ra. Đúng là Ngài này là sơ tổ, nhưng Ngài Trí Khải là người có công hệ thống vân vân. Thì Ngài lấy không giả trung hình thành, dựa vào cái tổng đó hình thành nên điểm triết học của Tông Thiên Thai. Ở đây cũng lưu ý lại là các vị về phải kiểm tra lại cái kiến thức về bộ phái tư tưởng Phật giáo của mình nha. Sở dĩ hữu tình tồn tại hiện hữu là nhờ
các loại thức ăn, bốn loại thức ăn. Đoạn tư, đoạn xúc, tư và thức. Hữu tình do thực trụ, hữu tình tồn tại hiện hữu là nhờ vào thức ăn, giúp cho cái sự hiện hữu tồn tại. Đó là cái nghĩa của thức ăn. Thức ăn ở đây có bốn, giúp cho hoặc là trợ giúp cho cái sự hiện hữu, sự tồn tại. Đó là cái nghĩa của thức ăn. Thực có nghĩa là tư ích, thực có nghĩa là giúp cho. Nó gồm có hương vị xúc và các trần. Thì cái loại thứ nhất là đoạn thực. Cái chữ bát đó là cái cách dịch cổ đó. Bát mà, bát này có nghĩa là sử dụng tay, dĩ thủ, lấy tay mà bóc đó, gọi là bát. Cái đây là cách dịch xưa, gọi là cổ dịch. Nói chung những loại mà chúng ta có thể sử dụng, ví dụ như là hương hay là thức ăn vân vân, thì có thể sử dụng tay để mà bóc hay là nắm, là bắt, thì gọi đó là đoạn. Thì ở đây có thấy có hương vị xúc, đây là nó giúp cho nuôi dưỡng các căn, những thức ăn mà nó giúp cho nuôi dưỡng các căn. Thì thức ăn này nó có hai loại, đó là thô và tế. Thứ nhất là tế, tức là thức ăn để cho thân trung hữu hay là chư thiên hay là cái hữu tình sơ kiếp, tức là hữu tình sơ kiếp thì cũng sử dụng là hương, có nghĩa là không sử dụng thức ăn mà đoạn thực, mà sử dụng thức ăn vi tế cũng là đoạn thực, nhưng mà cái loại vi tế không phải là thức ăn thô. Thì thức ăn thô nó ngược lại cái thức ăn trên. Vậy là để cho giúp cho hữu tình hiện hữu tồn tại, thì cái nghĩa của thức ăn. Xúc là cái sự tiếp xúc, ví dụ như đối xúc căn tiếp xúc với trần sinh hỷ lạc. Như chúng ta nhìn thấy một cái đoạn phim hay là đọc một cái câu chuyện vân vân. Có khi nào mà các vị xem một cái sự kiện hay là một đoạn phim nào đó mà các vị có thể là quên đi những gì đang xảy ra, các có thể là quên ăn uống, nhất là khi còn trẻ. Thì ví dụ như đọc truyện, ở đây các vị nào thích truyện tàu hay là truyện kiếm hiệp hay là phim vân vân, thì cái thời bây giờ thì nó dễ, cho nên thấy nó dễ dàng, nó không có khan hiếm, nên nó không có quý. Cái thời xưa mà ví dụ như được một cái quyển truyện tàu hay là một cái phim tàu hay gì đó thì nó khiến cho chúng ta có thể là quên đi cái thời gian để chú tâm vào cái nội dung mà chúng ta đang theo đuổi đó. Thì ở đây là cái nghĩa là xúc. Thì như vậy khi mà chúng ta ưa thích một cái vấn đề nào đó thì nó giúp cho cái tâm của chúng ta vui, hay là giúp cho chúng ta quên đi cái thời gian. Và như vậy thì chúng ta cũng có thể là tồn tại, trải qua cái thời gian mà không dùng hay là sử dụng cái thức ăn thô như là cơm, mấy cháo vân vân. Thì loại thứ hai, loại thứ ba là tư. Tư là thuộc ý thức. Ý thức tư tức là suy nghĩ về những gì mà chúng ta đã cảm nhận đó, căn tiếp xúc với trần mà chúng ta cảm nhận đó. Thì cái tư này, tí nữa chúng ta cũng có một cái câu chuyện trong luận nêu ra. Ví dụ như nuôi cái hy vọng, nuôi cái niềm tin, chúng ta có thể là duy trì được cái sự sống. Ví dụ như trong luận trích một đoạn kể câu chuyện nói về cái tư này có thể kéo dài cái mạng sống. Một cái thời là cái nạn đói đang xảy ra một cái địa điểm đó,
thì có gia đình kia có hai người con, ông cha và hai người con, thì ông muốn rời cái địa, cái nơi mà đang xảy ra cái nạn đói đó để đến một cái nơi khác để có cái sự sinh sống dễ dàng hơn. Thì trên cái đường đi không có thức ăn, có nghĩa là rơi vào cái tình trạng là đói sắp chết rồi, thì người cha mới tạo ra một cái phương tiện để giúp cho hai đứa con có thể kéo dài được mạng sống. Thì chúng ta lấy cái trò bỏ trong cái bao, thì trong một cái nhà đi ngang qua một cái nhà hoang treo lên trong nhà đó, ông nói là trên đó là gạo, là thức ăn, thì để chờ giây lát thì cha sẽ đem xuống và nấu và sửa soạn cho cái bữa ăn. Thì nhờ vậy mà đứa con nó vui vẻ, nó giống như là cái sắc thân nó hồng hào, nó trở lại bình thường, nó có thể là vượt qua. Nhưng trong vô tình có người đi ngang qua làm cho cái đó rơi xuống, thì thấy tro đó không có phải là thức ăn, thì hai đứa con kia nó mất đi cái hy vọng và nó cũng liền sau đó là nó mạng vong. Thì như vậy ở đây nói là cái tư này, sự hy vọng đó, cái niềm hy vọng, niềm tin đó, nó có thể giúp cho chúng ta vượt qua cái khó khăn mà có thể quên đi cái sự đói khát. Thức ăn thứ tư đó là thức, đây là chỉ cho chúng sanh ở cảnh địa ngục hay là chư thiên hành thiền, các hành giả hành thiền. Thì như vậy ở đây thân trung hữu thì cũng sử dụng là thức ăn vi tế như là hương. Như vậy cho nên thân trung hữu còn gọi là cái thân mà thực hương, nhờ cái hương đó mà hiện hữu, mà tồn tại. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy nhất thiết của bộ khi mà phân tích về cái sự hình thành các cảnh cõi vân vân thì cũng phân tích rất là chi tiết những thức ăn, những cái gì mà nó tư dưỡng, nó giúp ích cho cái sắc thân hay là cái tinh thần của hữu tình của chúng sanh đó tồn tại, như thông qua bốn loại cái thức ăn mà chúng ta vừa nêu ra đó: đoạn thực, xúc thực, tư thực và thức thực. Ôn thi cho hết giờ, các vị cũng lo xa. Câu thứ nhất, lịch sử hình thành và kết cấu luận câu xá, bộ luận câu xá. Như vậy trong cái nội dung câu thứ nhất này nó có hai ý. Ý thứ nhất là lịch sử hình thành. Lịch sử hình thành thì các vị không nên mà nói nhiều, nó vừa đủ cái mục mà hình thành luận câu xá, đừng có nói những cái ý trên mà các bộ luận khác, nó dài, nó đúng ý, đôi khi dài mà nó không đúng ý là cũng trừ điểm. Trừ điểm cái tội viết sai. Hỏi gì đáp đó, không phải là hỏi một đường mà đáp xong rồi đáp thêm cái khác nữa cũng không được. Yêu cầu chính xác cao. Do vậy cho nên ở đây các vị nói là lịch sử hình thành thì nói từ cái lúc mà Ngài Thế Thân đi tham học, rồi học với Ngài ngộ nhập như thế nào, rồi về thuyết giảng luận đại từ bà sa. Cái nội dung đó ngắn chứ không có dài. Nội dung đó không cần ở trước, trước thì dài, mà nội dung mà lịch sử hình thành trong đó có từng mục từng chi tiết, nếu các vị nào mà học mà ghi chép rõ thì quay lại cái bài mà mình ghi chép, còn nếu như còn thì các vị sẽ nắm bắt được rất là dễ dàng. Tức là khi Ngài tham học rồi xong trở về rồi thuyết giảng đại từ bà sa, đúc kết thành kệ tụng 600 kệ tụng, rồi gửi vân vân, gửi sang cho đồ chúng của nhất thiết của bộ ở vùng Kashmir như thế nào vân vân. Thì nội dung đó kết cấu thì các vị nói rõ cái bộ luận này đề cập đến bốn cái nội dung, ví dụ là thể dụng của vạn hữu, hay là nhân quả của si mê, nhân quả của giác ngộ và đạo lý phá ngã. Đơn giản phải không? Nếu như đúng như vậy thì các vị hình như là kỳ này là 60 điểm hay là bao nhiêu? 50. Tại vì thay đổi liên tục thành cũng 50 phải không?
Tôi ghi rõ chứ không 50 mà rủi cho 60 cái cao điểm các vị. 50. Tôi cẩn thận ghi lại trong giấy chứ không cho ôn một câu mà cho thi câu khác. Có nghĩa là cho ôn câu này mà cho thi câu khác. Câu thứ nhất có còn ý kiến gì không? À. Có một ý kiến là ý kiến các vị nói là câu hơi dài, cũng không có dài đâu. Thời gian các vị làm là 60 phút phải không? Mấy mươi? À, tùy theo giáo sư cho. Thì chúng tôi cho 60 thôi. 90 để cái cuối kỳ. À. Câu thứ hai. Học bao nhiêu bài thì ôn hết bao nhiêu bài. Ý nghĩa của 22 căn. Thứ ba. Ý nghĩa năm uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. À, thì cứ bao nhiêu đó thì, sẽ gặp một trong ba câu. Để nói luôn cho cả lớp nghe. À, có một đại đức có một câu hỏi thì các vị lắng nghe để chúng tôi trả lời luôn, để cho cả lớp đôi khi có những vị nào có cái thắc mắc nó giống như đại đức này. Dạ, mô Phật thầy, theo như nãy thầy giảng là theo luận câu xá trung hữu thì theo con chưa hiểu, giống như khi mà cái thân trung hữu á, giống như nó sanh rồi nó, tức là khi mà nó mất là nó sẽ đi vào một cái thế giới khác. Là một ý thứ hai là khi mà cái thân trung hữu này nó có bị địa đọa địa ngục hay không, nó bị đánh đập như hạt là thời gian đó, khi mà nó tưởng tượng, nó nghĩ, suy nghĩ, nó đang trong cái băng lạnh là nó nghĩ là nó sanh vào đó, hoặc là nóng vậy đó, vân vân. Còn thứ hai là khi mà vậy trong thân trung hữu này có khi nó chấp vào một cái chỗ nào ở của nó. Có người nói là nó bị thành, cho nên nó không bị thoát vào cái thoát cái tư tưởng, cho nên nó ở mãi, nó thành cô hồn. À, vậy còn bình thường thân trung hữu đó nó bám vào đâu? Một vị trả lời thì chúng ta quay lại với cái nội dung mà có bốn cái ý mà hôm trước một số luận sư cho rằng thân trung hữu có thể tồn tại lâu dài, thân trung hữu có thể tồn tại trong 7 ngày hay là 7 tuần. Hay là khi chưa đủ duyên thì nghiệp lực nó sẽ tạo duyên để thân trung hữu sinh về đó. Thì sở dĩ thân trung hữu sinh về những cảnh khổ đau như là địa ngục vân vân là ở đây một cái điều nữa là do nghiệp lực. Nghiệp lực nó đưa đẩy. Ví dụ như thân trung hữu thì cứ nghĩ rằng cái nơi đó là ấm hay là nơi đó là mát vân vân, thì nghiệp lực đưa đẩy thân trung hữu sinh về cái nơi mà thật sự nó không phải ấm hay là mát, mà thật sự là cái nơi đó nó nóng, là hỏa ngục hay là hà ngục vân vân. Thì đây do cái sự tạo tác của trung hữu. Và do vậy cho nên ở trong ba cái trạng thái, ba cái giai đoạn mà nhập, trụ và xuất đó, thì thân trung hữu bình thường thì không có chánh tri, tức là không hiểu được mình nhập hay là mình trụ hay là mình xuất. Chỉ có chuyển luân thánh vương hay là độc giác hay là Phật. Riêng Phật thì biết tất cả ba giai đoạn, còn các hàng kia thì biết một hoặc là hai giai đoạn. Thì có nghĩa là cái lúc đó phần lớn là những người không biết, thì do là nghiệp lực điên đảo đưa đẩy sinh về trong cái cảnh khổ đau. Thì dĩ nhiên khi sinh về trong cảnh khổ đau đó, thì sau khi sinh về đó thì sẽ chịu đựng được, chịu bị những cảnh khổ đau nó tác động đến. Ví dụ như chúng ta sinh về một cái nơi mà đầy đủ phương tiện, thì sau khi sinh ra chúng ta lớn lên, chúng ta tiếp cận được những cái, bắt kịp được những cái nền phát triển văn minh, hay là đôi khi chúng ta sinh về những cái nơi mà xa xôi, ví dụ như không có tiếp cận được những cái phương tiện phát triển của thời đại vân vân, thì chúng ta khổ đau hay là những nơi đố khổ vân vân. Thì đó là cái giai đoạn khi mà chúng ta sinh ra rồi, thì chúng ta tùy theo nghiệp lực tạo tác mà cái nơi
gọi là cảnh cõi của mình sinh về mà chúng ta sẽ có cảm nhận hay là thọ lấy cái quả như thế nào. Có nghĩa là khi mà sinh đó, nó do nghiệp lực đưa đẩy mà thân trung hữu sẽ sinh về một trong hai, tức là thiện thú thiên giới hay là ác thú đọa xứ vân vân. Còn các vị nào có thắc mắc? Như trong luận nói là cái phần mà trung hữu hôm trước chúng ta học đó, cái sự di chuyển của nó, cái nghiệp lực nó di chuyển rất là nhanh, coi như đầy đủ các căn. Có nghĩa là căn thì như chúng ta hiểu các vị học có hai loại đó, phù tròn và tịnh sắc đó. Thì căn ở đây có nghĩa là mang cái nghĩa thứ hai, có nghĩa là nó nghiệp thông, có nghĩa là cái nghiệp nó rất là tự tại, nó di chuyển rất nhanh ở trong không trung, có nghĩa là nó quyết định không có gì có thể ngăn cản được. Ngay cả trong luận cũng nói là ngay cả Đức Phật cũng có thể ngăn cản được, ví dụ như do nghiệp lực nó đưa đẩy xuống đó thì ngay cả Đức Phật cũng không có thể là ngăn cản cái tăng trung hữu sinh về cái nơi đó. Có nghĩa là nó có thể nghe thấy được rất xa, ví dụ như thấy được cha mẹ vân vân có cái sự gần gũi với nhau. Một trong hai yếu tố mà nó khiến sinh về đó là một là có tâm ái, hai là cái tâm sân vân vân. Do vậy cho nên nó nhập thai vào đó, nó tái sinh ngay cái phút giây đó, gọi là tái sinh. Còn cái phút giây nó còn trung hữu, sở dĩ gọi trung hữu là vì nó giữa cái giai đoạn tử và sinh, cho nên gọi là trung hữu. Thật sự nó có bốn giai đoạn như hôm bữa chúng ta nói phân tích đó, thì cái giai đoạn này nó chưa quyết định là sinh về ở đâu hay là cảnh giới nào. Có vị nào có ý kiến nữa? Cũng có một cái câu á, sanh duyên mà chưa đủ á, trung hữu hằng tồn, sanh duyên vị hợp, sanh duyên vị hợp, trung hữu hằng tồn. Nhưng trong có bốn cái ý đó, bốn cái chủ trương, bốn cái lý thuyết đó, thì lý thuyết thứ nhất thì cho rằng trong 7 ngày hay là trong 7 tuần đó, hoặc là chưa đủ duyên thì nó tồn tại. Rồi cái ý thứ tư là nó tồn tại trong một khoảng thời gian, rồi nếu như không đủ duyên thì nó nghiệp lực sẽ tạo duyên để mà nó đi về, ví dụ như làm thiện hay là làm ác thì nó sẽ đi về một trong hai nơi, đó là nơi vừa lòng hay là nơi không có xứng ý vừa lòng, tức là cái cảnh cõi như thế nào là tùy theo cái nghiệp lực. An lập khí thế gian, đây tức là hình thành nên khí thế gian, tức là y báo, là nơi mà hữu tình chúng sanh nương tựa, là khí thế gian. Trong như hôm trước sở dĩ mà chúng tôi giới thiệu cái chủ trương của các bộ phái hay là triết học hay là tôn giáo, chủ trương về sự hình thành vũ trụ nhân sinh để cho các vị có sự so sánh, thì ở đây chúng ta thấy trong luận câu xá giải thích sự hình thành ban đầu của thế giới, ban đầu là do nghiệp lực. Nghiệp lực nó tạo nên những cái cơn gió nhẹ, rồi từ đó nó hình thành nên gọi là phong luân. Phong luân có nghĩa là nó tỏa khắp, nó rộng khắp vân vân. Cái thể của phong luân là rất là cứng, không có gì có thể là tác động được. Như trong luận nói là ngay cả kim cương cũng không có thể phá vỡ được phong luân này. Có nghĩa là cái yếu tố đầu tiên để mà hình thành nên vũ trụ này là gió. Rồi tiếp đến cũng là do nghiệp lực. Thì ở đây chúng ta thấy tất cả đều là do nghiệp lực hình thành nên, tạo ra những cơn mưa gọi là, hay là tuyết rơi vân vân, gọi là thủy luân. Có nghĩa là nó một lớp lên nữa trên phong luân, thủy luân.
hình thành nên vũ trụ. Thì cũng giống như vũ trụ theo chủ trương của khoa học, tại một thời điểm quá khứ, một điểm nào trong quá khứ, thì tại thời điểm đó vũ trụ nó nằm một cái điểm nào đó mà cái nhiệt độ rất là nóng, hay là cái vật chất rất là cô động, vân vân, rồi từ đó cái sự giãn nở, expanding, nó giãn nở ra, rồi từ nó rộng ra, nhiệt độ nó giảm dần, rồi nó hình thành nên các sao, các tinh tú, vân vân. Thì cái cách giải thích ở bên của luận cầu xá thì cũng nó gần gần như vậy, có nghĩa là ban đầu thì nó gió, những cơn gió nhẹ rồi gió mạnh hình thành nên phong luân, rồi tới những cơn mưa hay là những hạt tuyết rơi, trên đó thì có hình thành nên những cái lớp gọi là kim ngân, kim luân, tức là vàng, vân vân. Thì trên đó thì có những cái ngọn núi, ví dụ như là núi Diệu Cao, chính giữa. Đại khái là trong luận diễn tả rất là chi tiết các cảnh cõi, rồi cách bao xa có núi, rồi cách bao xa nữa có các châu, vân vân, các cõi trời như thế nào, vân vân. Nhưng ở đây chúng ta hiểu rằng cái sự giải thích những yếu tố đầu tiên hình thành nên vũ trụ đó là ví dụ như là phong thủy vàng, vân vân, thì đó là những cái yếu tố để hình thành nên an lập khí thế gian này. Dĩ nhiên cái sự hiện hữu, cái sự tồn tại của thế gian thì nó tùy theo cái phước báo của hữu tình chúng sanh mà cái hạn lượng nó có khác nhau. Cũng giống như sự nhận định của khoa học, trong thế giới thì rất nhiều vũ trụ, vân vân. Thì ở đây cũng chia ra làm nhiều loại, ví dụ như là tiểu thiên thế giới, trung thiên, đại thiên, vân vân. Nói chung là tam thiên, đại thiên thế giới, để chỉ cho cái số lượng rất là nhiều, không phải chỉ trái đất chúng ta hay là cái phạm vi của chúng ta, mà nó còn trong vũ trụ rất là nhiều thế giới, cảnh cõi khác nữa. Ví dụ như là 1.000 thế giới thì có một tiểu thiên, hay là 1.000 tiểu thiên thì có một trung thiên, hay là 1.000 trung thiên thì có đại thiên, vân vân. Cái số lượng chỉ cho rất là nhiều cái sự tồn tại của các cánh cõi ở trong thế gian này rất là nhiều, không phải chỉ của có mặt trái đất của chúng ta thôi. Còn cái tính chất thì các vị quay lại cái phần phân tích về sắc pháp đó, tính chất của thế giới này thì nó được cấu thành là do các đại năng tạo và các đại sở tạo. Ví dụ như các đại sở tạo đó, sắc hương vị xúc, vân vân, thì đó là những cực vi, hay là nó có bốn cái tính chất của bốn đại chúng, ví dụ như là tính cứng ướt nóng động mà chúng ta gọi là cố thể, dịch thể, nhiệt lực, động lực, hay là khí thể, vân vân. Mỗi cái tính chất đó nó có mỗi cái tính năng, ví dụ như là nó kết dính, hay là nó trưởng dưỡng, hay là nó phát triển, vân vân. Đại khái là cái nội dung mà về sắc này, các vị ghi chú là xem lại cái phân tích về sắc hôm trước chúng ta có phân tích về ngũ uẩn, có nói về cái nội dung này rồi. Thời kỳ thành hội của thế giới, thời kỳ thành hội tức là cái sự xoay chuyển các cảnh cõi, ví dụ như trải qua bốn thời kỳ là thành, trụ, hoại và không. Thế giới được hình thành, tồn tại hay là hủy diệt. Ở trong luận giải thích rất là chi tiết. Ví dụ như là mỗi thời kỳ, ví dụ như mỗi thời kỳ như vậy thì nó bao nhiêu trung kiếp, hay là đủ bốn trung kiếp là một đại kiếp, vân vân. Đại khái cái số lượng này chúng ta không cần lưu ý. Nhưng một điều, tức là cái thời gian mà hiện hữu tồn tại của các cảnh cõi thì nó có hai ý như sau này. Cái ý thứ nhất là
cái sự phát triển về đạo đức, cho nên nó hình thành nên cái tuổi thọ tăng và hình thành nên cái sắc thân của hữu tình trong khoảng thời gian đó là tướng hảo tốt đẹp vân vân. Còn cái ý thứ hai là do lòng tham hay là do các phiền não vân vân mà mới làm cho cái tuổi thọ giảm và nó có nhiều tai ương xảy ra để khiến cho cái cảnh cõi cái thế giới đó bị hủy diệt. Ví dụ như là ở đây trong luận ghi rất chi tiết, ví dụ như là thời gian trụ là 20 tiểu kiếp. Cái chữ kiếp đây là chỉ cho cái số lượng thời gian rất là dài. Ví dụ như ở đây trong các sự tồn tại đó thì chúng ta thấy có cái sự tăng và giảm. Ví dụ như ở đây luận nói rằng tăng 19 lần cho đến là 80.000 tuổi, hoặc là giảm 19 lần cho đến 10 tuổi được cho là thọ vân vân. Thì nói tóm lại cái nội dung ở đây các vị lưu ý đó là cái thời tăng thì cái phước đức hay là cái hành động tạo tác cũng như cái nghiệp lực, cái việc làm của hữu tình chúng sanh trong cái khoảng thời gian đó là làm ra những vừa phước đức, do vậy cho nên cái thọ mạng kéo dài. Còn cái thời gian mà tuổi thọ giảm thì cái thời gian đó là đầy dẫy những tham sân si vân vân. Chính vì vậy mà nó xảy ra những cái nạn mà nó đưa đến, ví dụ như là chiến tranh, bệnh tật, đói khát vân vân. Hay là chi tiết hơn, ở trong lần nói rằng trong cái khoảng thời gian đó thì có sự xuất hiện của hỏa tai hay là phong, hay là xuất hiện của nhiều mặt trời vân vân, nó làm cho khô kiệt nước vân vân, nó làm cho cái thế giới đó hội vong hội diệt. Thì trong cái khoảng thời gian hội diệt đó nó cũng không có một cái gì đó, tất cả đều là cái khoảng không, nó kéo dài khoảng như 20 tiểu kiếp như vậy. Rồi sau đó hữu tình chúng sanh lại khởi niệm do nghiệp lực tạo lên những cái cơn gió thành phong luân, hình thành lại cái thế giới vân vân. Thì như vậy là cái sự giải thích của luận này, cái sự hình thành một cái cảnh cõi như vậy nó trải qua một cái khoảng thời gian rất là dài. Thì nói chung là những chất hình thành cấu tạo nên cái cảnh cõi này đó là tứ đại, tức là đất nước, lửa, gió vân vân, có những cái tính chất. Mỗi một đại như vậy nó có tính chất của ba đại kia để giúp cho hiện hữu tồn tại và phát triển. Chúng ta có thể đi vào tổng kết nội dung của phẩm này. Như phần giới thiệu đầu tiên, như bất cứ một số tôn giáo hay là các nền triết học vân vân cũng có cùng chủ trương với Phật giáo về cái tính chất của các pháp. Ví dụ như một nhà triết học đó, Heraclitus, thì nói rằng cái không ai tắm hai lần trên một dòng sông vân vân, để chỉ cho cái sự tiếp nối liên tục của các pháp. Hay là Lão Tử thì nói rằng các pháp hay là vạn hữu trong vũ trụ này luôn chuyển tiếp không ngừng như một dòng chảy liên miên bất tận, hay là liên miên bất tuyệt. Thì như vậy là để chỉ cho cái tính chuyển tiếp không ngừng, cái sự chuyển dịch không ngừng, hay là chúng ta nói rằng đó là thế gian, khí thế gian không ra ngoài bốn tướng thành trụ hội không. Riêng về câu xá, chúng ta thấy luận giải thích rất là chi tiết về hữu tình thế gian và khí thế gian, có nghĩa là có phương xứ, trú xứ rõ ràng. Ví dụ như cảnh này ở đâu, núi gì vân vân, danh tên gọi rất rõ ràng vân vân. Thì đó là cái cách giải thích của Nhất Thiết Khẩu Bộ. Để rộng mở thêm thì chúng ta thấy bên Đại Thừa thì có sự giải thích là khác hơn, rộng hơn. Ví dụ như là sinh tử, tức là niết bàn, phiền não tức là bồ đề, hay là nhất niệm giác, một niệm giác ngộ thì có thể là siêu xuất tam giới, một niệm si mê thì có thể là
tùy nhập vào luân hồi. Cái sự giải thích của Đại Thừa Phật Giáo thì có khác hơn. Nhắc niệm tam thiên. Chủ trương triết học này của trường phái nào? Nhắc niệm tam thiên. Nhắc niệm tam thiên. Cũng của Thiên Thai. Nãy giờ hai cái, các vị xem lại. Theo chủ trương này, thì cách giải thích tiêu biểu bộ phái của Đại Thừa thì chúng ta có thể lấy Thiên Thai. Ví dụ như một niệm thì có đủ, có thể là các cảnh cõi, ví dụ một niệm có thể là đủ cả cảnh địa ngục, ngạ quỷ hay là vân vân, tất cả các cảnh. Thì theo cái cách giải thích này thì các vị cũng đã rõ, ví dụ như một ai đó rơi vào một cái trạng thái khổ đau cùng cực, thì trong cái khoảng thời gian đó có thể nói rằng là rơi vào cái cảnh địa ngục. Ví dụ như khổ đau qua một cái sự kiện gì đó mà các vị đặt hết hy vọng vào, nhưng cuối cùng không đạt được cái ước vọng của mình, thì mình rơi vào cái cảnh khổ đau đó. Thì giải thích theo cái nhất niệm tam thiên. Hay là ngạ quỷ là gì? Là đói khát, là luôn tham lam, phải không? Với những ai luôn có cái tâm mà mong cầu, mà không có cái sự thỏa mãn, không có cái tâm tri túc vân vân, cứ mãi tham chấp trước, chấp thủ, tìm cầu vân vân, thì như vậy đó là rơi vào cái trạng thái gọi là tham. Thì như vậy ở đây gọi là nhắc niệm tam thiên. Trong một niệm thì chúng ta có thể đủ các cảnh cõi, có thể là một niệm có thể siêu xuất tam giới, một niệm si mê, niệm giác thì siêu xuất tam giới, niệm si mê thì tùy nhập luân hồi, là vậy. Thì ở đây chúng ta thấy tùy theo trình độ mà các vị có thể giải thích. Ví dụ như đối với một Phật tử sơ tâm đến thì các vị giải thích nó như thế nào, đối với một người nghiên cứu thì các vị giải thích về các cảnh cõi hay là quan niệm về hữu tình và khí thế gian của Phật giáo thì như thế nào. Thì như vậy nó uyển chuyển, nó mới giúp người ta đi vào đạo. Thôi chúc các vị về cái môn này không bị nào thi lại.